rồi họ giàu có về tiền của họ đưa cho đứa con nào ngoan rồi để phát triển cái sự nghiệp. Mà lúc đó bây giờ là 80 tuổi mà vẫn còn tính như vậy. Đa số mấy người giàu chứ, làm chợ, làm seafood hay là mấy người giàu, thì con nghĩ có phải là họ quá nghèo hơn mấy con không? Nhìn bề ngoài mình nãy giờ mình ăn hai trái bắp mình cũng thấy ngon, còn họ hả, họ chỉ cần ăn mặc sang trọng vô nhà hàng là chưa chắc là họ dám ăn đồ ngon, là tự ăn đồ ngon, đồ mỡ dầu là bệnh nữa, cholesterol nữa. Nên chúng ta là tỷ tỷ phú vì chúng ta biết được đạo, biết được chuyện gì chúng ta đang làm cái gì rất là rõ ràng luôn, trắng vô bàn tay, đúng không? Về cha mẹ không có lẩm cẩm, không có lòng vòng như thế này. Bởi vì tại sao sư phụ bảo đảm con họ Thiên là làm về được là vậy? Đây có cái cách của sư phụ dạy rất là thực tế và thẳng luôn, chứ không có phải là nói lòng vòng như kiểu mấy ông thầy trên mạng để lòng Phật tử để kéo một đống đông để mà bỏ tiền vô một cái chuyến đi của mấy ông, giống như là đi show vậy đó, giống như Thiên Nghe hay là một ca sĩ đi show chỗ này chỗ kia để mà nó gom cái quỹ cho đông vậy đó. Mà không có làm vậy. Một lời sư phụ nói một đứa này hiểu, nó nói lại 10 đứa cũng giống nhau. Cho nên khi mà mình khởi tâm mỗi ngày như cái gì á, là phải nghe khúc này á, nãy nghe rồi phải không? Mỗi ngày mình cứ khởi tâm vui vẻ là đơn giản thôi, vừa vui thế gian, vừa được về trời. Đó là tại sao mình vừa có ca, mình vừa có ăn, mình vừa có đi hiking nữa là vui. Còn á, mỗi ngày mặc mấy con mà chầm dầm thôi là biết mình đi đâu rồi đó. Đi về đâu? Đi xuống. Đây đi chầm dầm là sân si đúng không? Đó là tại sao ngày nào sư phụ cũng dạy mấy đệ tử gán cười là vậy. Rồi thí dụ như 2-3 ngày mình không có hoạt động cơ thể á, nó cũng làm mình hơi bực bực á, mình gán đi bộ, ăn cơm xong đi bộ mấy tiếng trên treadmill. Còn là chờ chủ nhật ngày mai có đi bộ phải không? À, cứ gom nguyên đám vậy đó, đi nguyên băng luôn, lần này dù vẫn tốt trên đỉnh. Yeah. Là họ Thiên của chúng ta là phải vui, vui mới về trời được. Chứ bây giờ con đọc kinh mà đọc một cái sự không vui, nó không có thấm vô đâu, không như là con két ngậm ăn ớt à. Đọc vậy thôi à, khác nhau à. Okay, đi ra chỗ sáng đi. Anh xách cái lo đi theo cái máy của ông Ngân á. Hello. Để cái loa gần cái dưới bàn đó, để cho nó qua cái điện thoại. Sao anh đâu có nghe tiếng đâu, phải để gần nghe tiếng. Yeah. Ông quay cái lo qua cái điện thoại. Để cho anh nghe tiếng. Con vật nào mạnh hơn trong cơ thể mình? Đó là 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. 6 con thú. Con cái sấu, con cọp, con chó sói, con rắn, con đại bàng, con khỉ. Nghĩa là mỗi một ngày á, mình phải phấn đấu với 6 cái căn của mình. Thì coi con nào mạnh thì con đó nó sẽ làm chủ được tình hình, phải không? Còn mà muốn hạ gục mà 6 con quái thú này á,
là chúng ta phải ngồi thiền để cột nó lại. Chỉ có ngồi thiền mình mới cột được 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mình ví giống như là 6 con thú vậy đó. Cái 6 con cọp, con chó, sói, rắn, đại bàng, khỉ, mỗi con bay mỗi hướng. Thì mấy con phải ngồi thiền. Chỉ ngồi thiền thì mình mới dằn nó xuống. Cho nên đó là tại sao vòng vòng họ nói cuối cùng cũng phải ngồi thiền. Thiền tâm chính là ngồi thiền, đọc kinh nữa, cả hai song song. Cọp thêm cánh. Còn nãy thầy nói vấn đề mà giàu nghèo á, con người của mình á, nó có những cái thứ này, mà chỉ cần ai mà có một trong những thứ này á là sẽ giàu. Thứ nhất là mệnh, thứ nhì là số, thứ ba là đức, thứ tư là phong thủy, thứ năm là học vấn. Ai mà có năm thứ này sẽ giàu. Phong thủy là dạng giống như hồi xưa Trung Nguyên Chương á, mà cổng mẹ giác xác mẹ đi chôn á, mà ngay cái nguyệt rồng gì đó, ổng có làm vua thôi. Thì phong thủy là nói về phong thủy như vậy, chứ không phải mình nói phong thủy như kiểu hướng đông, hướng tây, hướng nam, bắc nha. Nhưng mà mọi người cái mệnh, nhất mệnh, cái chân mệnh, chân mệnh là đi theo cái chân mệnh, là ai cũng biết chân mệnh này đó. Số thì theo cái nghiệp tốt của mình, hồi những cái tiền kiếp mình tích lũy, thì hôm nay cái số mình được hưởng cái sự giàu sang đó, giống như chim chỉ Bill Gates hôm nay là giàu, là bây giờ là tiền kiếp nó làm phước. Đức độ thì ai có đức thì người đó được hưởng giàu sang. Phong thủy, học vấn, học vấn là giống như những người PhD, tiến sĩ, những nhà lỗi lạc, nhà bác học rồi đó, thì họ cũng có thể giàu, nhưng mà vẫn là đứng hàng cuối cùng của con người chúng ta. Cái đầu tiên vẫn là mệnh và số. Người mà chỉ cần có một cái trí khôn căn bản thôi, bình thường thôi, người có trí tuệ là phải sợ mệnh trời. Nghĩa là giàu cho mình cố gắng nào, cái mệnh của mình mà yếu hay là xấu thì nó cũng không có thay đổi được. Phải biết cái đó, mệnh trời. Và người mà có trí tuệ, có trí khôn phải sợ đại nhân. Đại nhân là giống như thủ tướng, giống như giờ Bác Trọng hay là Bác Tô Lâm vậy đó. Tại mà ông bắt mình lúc nào cũng được. Bác Trọng rồi đó, là người có trí khôn phải sợ mấy đại nhân. Mấy đó gọi là đại nhân, quan quyền đồ không, chức tước, muốn tới gõ cửa là bắt thôi. Nhưng mà đầu tiên mình phải sợ cái mệnh của mình, mệnh xấu á. Kế tiếp là mình sợ những lời của thánh nhân nói. Người có khôn á phải sợ lời thánh nhân nói, tại lời thánh nhân nói là có, nhưng mà thời nay có cái này hơi khó, người ta không có sợ. Lời thánh nhân nói trước khi nó xảy ra, mà có xảy ra rồi á, họ cũng lơ à, họ không có biết sợ nữa. Bây giờ giống như họ bị khổ quá, họ sống một cái xã hội toàn là bề ngoài không, bây giờ họ không có sợ lời của thánh nhân nữa, họ cái đó bỏ tài. Này của Thiết Kiều nè. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Đạo Thiên Tâm ra đời là do người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Chiều con quay vòng vòng chứ vậy, con cứ để im vậy thôi. Này đó, cảnh chiều nó cũng vậy.
Thì từ đó hôm nay Đạo Thiên Tâm mình ra đời là đúng lúc, là vì có người đang cần cái thiền bát nhã để mà một cái thao cuối cùng khi mà dòng đời đang khổ khắp thế giới, thiên tai bệnh dịch, chiến tranh, kinh tế, nghèo đói xảy ra không phải là một nơi mà nó xảy cùng hết cái trái địa cầu này. Thì Đạo Thiên Tâm ra đời đúng lúc. Tứ ân, ân cha mẹ, ân chúng sanh, ân quốc gia, ân tam bảo. Tứ đại trọng ân là đất nước gió lửa. Cái này á, bữa tính ở nhà mở tivi làm cái clip mà hồi nãy giờ đang ngồi nói luôn. Tại nhà nói lâu giải thích được, còn giờ lạnh rồi đâu nói. Thì nó lên cái chính thôi. Nhân là không sát sanh, nghĩa là không trộm cướp, lễ là không tà dâm, trí là không uống rượu, tính là không vọng ngữ, mới có nguyên tính. Còn người mình say xỉn là mình đâu còn lý trí, còn mình tà dâm thì mình lấy chồng lấy vợ ta rồi đâu còn lễ nghĩa nữa. Còn đi ăn trộm ăn cướp người ta đâu còn anh hùng đạo nghĩa nữa, cho nên chữ nghĩa không có đi chung trộm cướp. Còn nhân cách thì họ không có còn đi giết thú ăn thịt sống. Còn Bác Hồ có cái giới luật gọi là tam vô: vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc. Đó là lý do tại sao 100 triệu dân thời nay là họ không có nghe lời của thánh nhân nói là vậy. Là vì họ đã có được cái triết lý rất là cao siêu, đó là triết lý tam vô của các Marx Lenin, là vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc. Họ không có theo tổ quốc, họ cũng không có theo tôn giáo nữa, họ không có tin vào thần thánh. Không có gia đình, cho nên mới có chuyện người cài cá ruộng. Đất lành khởi phát Tây Phương, điềm rồng với đục là tường vua sinh, ông Trần là bậc thánh minh, lạc ra hải ngoại ẩn mình nơi nam, phá đồng mới chịu ngôi cao. Bây giờ thiên hạ rủ nhau tìm về, cùng nhau bình trị bốn bề, nước Nam lại đổi quốc kỳ Việt Nam, sắm trang chỉnh. Chừng nào thằng ngốc làm vua, thế gian cầu chọc thầy chùa để râu, cuộc đời ai dễ biết đâu. Yêu tinh đặng thế bóp đầu thần tiên, chừng nào đá nổi lông chìm, đồng khô hồ cạn búa liềm ra cho. Chừng nào chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Thánh đây chẳng khác người phàm, chỉ dòng thánh khí thoát dòng phàm luân. Thánh đây chẳng khác người phàm, chỉ dòng thánh khí thoát dòng phàm nhân. Hoàng bào áo vải che thân, nửa tăng nửa tục nói năng lạ kỳ. Kim quang tụ đỉnh viên tròn, dân du khắp chốn độ người thế gian. Chừng nào địa ngục thiên đàng, người khôn quá dại kẻ khờ thành khôn. Đa số á, mấy người khôn á, thì họ nghĩ là họ khôn, họ không có tin về tâm linh, không tin thần thánh. Nhưng mà thật sự là họ vô minh, họ ngu. Còn những người giống như đệ tử này á, tự nhiên mua cái vé đi qua đây, không đâu, từ Úc qua đây, họ còn đứng quay nó cầm. Từ Úc qua đây là vì sao? Là vì có lòng tin. Cuối cùng thành khôn. Bữa nay thì phụ nhận làm đệ tử, được về trời. Đó là vậy. Bởi vì cái câu này mấy em
này thánh nhân nói là chúng người khôn quá dại, kẻ khờ thành khôn là vậy. Ở Việt Nam ai cũng khôn hết trơn, đa số. Sắp đến lúc trời gầm chuyển, nhân vật thai non biển cũng dời. Thay người chết tợ bèo trôi, trong nhà quỷ khóc, ngoài trời ma rên. Yêu ma chúng kêu tên kêu họ, kẻ lâm vào đất bỏ thân ngay. Minh Dương nước mắt chứa trang này thở của sư dạy bán khoai, đọc sư dạy bán khoai chiều rồi đọc lẹ lẹ cho nó hết bài này cho thành cái clip chứ ngồi giảng phải có giờ, tự nhiên ngẫu hứng giờ làm cái clip tối nay upload này luôn cho rồi. Minh Dương nước mắt chứa trang cúi đầu lại Phật, mình vàng Thích Ca, chứ Phật xem thấy lụy xa, cảm thương Nam Quốc con xa cha rồi, nói cùng Minh Đế thương ơi, thất thập niên mới lập đời như xưa, Minh Dương nước mắt như mưa, cảm thương Lê Thứ thuế xu nặng nề, chờ cho Nam Quốc phục hồi. Lao đao khổ hải chiến tranh bốn bề, thương thai Trần Hạ ủ ê. Biết làm sao đặng phủ về Lê Dân, Như Lai lời mới tỏ phân, muốn cho bá tánh dạng dân tu trì. Thời là phải kệ người đi, rao truyền bá tánh điều gì thiện nhân, cứ lo những việc hảo hiền. Bán giữ mua lành tai họa khỏi mang, Minh Dương nghe Phật dạy tròn, lụy nhỏ hai hàng chẳng biết cậy ai.